Xin chào các bạn, mời các bạn đến với chợ dê Cốc Ly và xem diễn biến chợ dê Cốc Ly vào ngày 5 tháng 3 nhé, năm 2024 nhé. Vâng, đây là diễn biến chợ dê Cốc Ly vào 5 tháng 3. Chợ dê có truyền thống từ rất là lâu đời và là một nét đẹp văn hóa tại khu chợ phiên Cốc Ly. Có bản sắc từ hàng trăm năm nên là chợ dê giữ được cái nét độc đáo và bản sắc truyền thống từ lâu đời của một chợ dê rất là sôi động, nhộn nhịp. Ngày trước thì diễn biến chợ dê là diễn biến sự buôn bán của các đồng bào dân tộc vùng cao, mang những vật nuôi như dê, trâu, lợn ở địa phương mình ra bán. Như hiện tại thì giờ đây thì những cái ngày nay thì đã có rất là nhiều sự trao đổi buôn bán giữa tất cả các cái thương lái, người buôn, người bán ở khắp mọi nơi đến đây trao đổi buôn bán, làm cho diễn biến các cái khu chợ cũng như chợ dê diễn biến ngày càng sôi động hơn, và nhưng mà vẫn giữ được cái nét truyền thống. Đây, diễn biến chợ dê Cốc Ly. Giá dê hôm nay có lên không chú? Giá dê hôm nay có lên không ạ? Lên rồi. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu một cân? Dạ. Hơn 100.000 cân à? Đây giá buôn đây ạ. Giá mua thật là cũng 100. Giá buôn thì rẻ hơn chứ. Giá buôn chắc phải dưới 100 chứ. 200. Dê này nuôi tại đây luôn ấy nhỉ, hay là cả dê ở chỗ khác nữa? Cả dê ở xã khác nữa ấy nhỉ? Nhà chú có dê không? Có dê bán à? Có dê, có không? Bán chưa? Bán rồi à? Được giá không? Bán hết rồi gì? Bán đi. Bán à? Ông kia, ông áo đỏ kia đang mua kìa. Cái ông áo đỏ này mua mình chưa bán à? Bớt cho 50.000 thôi nhá. 24 30.000 đi. Thế có mấy nghìn lẻ. 30.000 không thêm. Đi chứ dẹp đó. Đâu, dê đây nhà dê nhà mình kìa. Đi chứ dẹp đó. Dê mà. Chị dẹp mà. Đây, diễn biến chợ dê là giá buôn và giá bán lẻ cũng là 100.000 đến 100 hơn 100.000 một cân. Giá cũng như mọi khi. Thế là mua xong rồi nha. Bán xong. Thế chuẩn bị về thôi. Những chú dê rất là béo tốt. Rất nhiều. Đây một con dê đực. Rất nhiều các kích cỡ khác nhau. Chú dê nhỏ này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dê rất là thích. Đâu về bẩn anh? Bò ở trên kia à, thôi. Đi quay bò trên đấy hả? Giá dê hôm nay là vẫn như thế nhỉ, vẫn như mọi khi nhỉ. 100.000 à, 100.000 cân. 100%. Thì giống thì 100. Vâng. Dê giống là 100 à? Thịt thì 12. Thịt 12 cân à? 120 cân à? Em ăn dê à? Ừ. 100, 101, 102. Dê hơn 101, 102 các bạn. Ba chú dê con này hơn 3, hơn 2 triệu. Bao 2 triệu dưới, tầm 2 triệu trong ba. Vâng. Bắn hết lên người. Cân là ván coi. À, dê bây giờ là cứ bình bình. Từ đâu? 100.000 dê nuôi, 120 dê thịt. 120 dê thịt, có lúc thời điểm mà thì còn xuống 90, 100. Đây. Có những chú dê con này sinh chưa này. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Để nuôi mua về để nuôi thì rất là đẹp. Cần đi về giải trí là chính. Được nhiều thì lại được nhiều. Quay xong cô tìm cô tìm. Tiếng nhạc mà. Sáng mai à, phụ đi trước, phụ tốt. Chuyển á. ตั้งกันหมดแล้วกันจอดนี่ต้นเจ๊หมดกัน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 หม
Cả cái gì? Sen giam. Đây mua cái này đi. Cái một con này. Con này. Hả? Nghe tổ nó chọn à? Thả máy bay mà quay đi nghe.
Video của mình xin được kết thúc tại đây nhé. Nay giới thiệu về cái chợ dê ngày mùng 5 tháng 3 diễn biến rất là sôi động và nhộn nhịp. Một chợ dê có truyền thống từ rất là lâu đời. Đấy, chợ phiên Cốc Ly. Ngày hôm nay ngày 5 tháng 3 2024 diễn ra chợ dê rất là sôi động.